Tối ngày 22 tháng 5, nhân chuyến thăm và dự khóa họp lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng kiều bào. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh, đóng góp quý giá của các thế hệ kiều bào tại Thái Lan trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng kiều bào, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, trong những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan không ngừng được vun đắp, phát triển vững chắc, thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị đại sứ và tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, kiến nghị kịp thời các biện pháp để củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan, cũng mong bà con kiều bào luôn giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc Việt Nam, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, phát huy vai trò là cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng bền vững.